mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm vẽ mặt Rotus. Thì các bạn trước tiên phải tải phần mềm Rotus, cái bạn crack nó xong rồi mình tải thêm file thư viện về có thể dùng được nha. Đó, thì bản mình dùng là bản 8.8, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái file để hướng dẫn. Thì mình có một cái mặt nguồn đôi để hướng dẫn các bạn. Giao diện sẽ là như thế này. Thì mình muốn lấy linh kiện thì mình là chữ V này. Đó. Mình nhấn keyword thì luôn luôn là mình sẽ có cái chân domino để cấp nguồn cũng như là lấy nguồn ra. Thì domino mình sẽ lấy bằng từ khóa là T và lock. Sẽ lấy ba chân và hai chân. Rồi bây giờ thêm mình sẽ lấy nguồn đôi, mình sẽ lấy hai loại IC. 7805 là nguồn 5V dương. Đó là 7905 là nguồn 5V âm. Rồi mình lấy thêm là con 7812 là nguồn 12V nha. Từ khóa thì mình sẽ lấy ra dễ dàng vậy thôi. Mình sẽ lấy con diode cầu. Thì mình nhấn chữ diode thì nó sẽ ra mấy cái dạng diode này, khó tìm hơn. Thì muốn lấy diode cầu thì sẽ tìm từ khóa là bridge này này. Đó. Mình lấy con này cho nó tiết kiệm diện tích đi. Tiếp đến là mình chở rồi chở nè chở thì mình lấy cái này lấy đổi giá trị nó sao. Các bạn đổi giá trị, các bạn nhấn đúp vào con này là, đó. Này là đổi tên đó, này là đổi giá trị. Mình cần là hai đi. Của thằng em nó học nó thấy cũng dễ dễ nên mình đem vẽ để mình hướng dẫn cho các bạn. Thì bây giờ mình lấy hai con tụ lớn lớn này. Hai con tụ là tụ 2002 đúng không, nhập giá trị thôi. U 50V đó ra ngay. Thì giờ mình vẽ đi để không hồi thì cái nó rắc rối nè. Rồi giờ mình đổi đảo nó qua, mình sẽ nhấn cái này. Đó. Cái này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ từ cái hình này đúng không, thì đây là cái máy biến áp, thì mình sẽ thay cái máy biến áp này là cái domino ba chân. Mình sẽ cắt vào thì mình phải vẽ từ cái domino và biến áp thôi, xong rồi vẽ ra. Còn cái phần này mình không vẽ. Rồi cấp đây là cái chân, đây là hai cái chân nguồn, đây cũng là nguồn. Nếu các bạn muốn kéo thì các bạn nhấn chuột phải, xong các bạn nhấn ra ngoài, rồi cầm mình kéo thôi.
tiếp đến là mình vẽ ra cái đường ra. Đường ra này vào nguồn dương hết đúng không? À đúng rồi, dương hết, mình còn thiếu con lần 37, lần mờ 37. Đường đi dây nha. Rồi, giờ mình đặt con tụ vào thôi. Bạn nắm chuột, chọn nó cho nó đỏ xong rồi nắm kéo nó đi đâu được. Rồi, chọn mình quay nó. Cái đầu mà không có gạch gạch này là cái đầu dương, còn cái gạch gạch này là đầu âm nha. Cấp ground vào. Ở đây. Tiếp đến là mình chọn tìm hai loại tụ này, tìm ra một con nè, một hai, tìm tụ 10U nè, thì mình nhấn là 10U, chọn loại 50V đi, nó sẽ ra. Các bạn muốn chọn tụ phân cực thì các bạn nhấn thêm là radial, có thêm chữ L nữa nha mấy bạn, chữ L ở đây. Đó, sẽ ra thôi. Đây là loại, chọn loại này đi. Rồi, đây 10, tụ 10 đặt đây. Đi cho mấy chân này. Rồi. Ở đây là con tụ 0.1 UF. 0.1 thì thường mình search 0.1 không biết nó ra hay không. Các bạn nhớ thêm là radio cho nó dễ tìm nha. Đây. À, nó ra 100N luôn nè, là 100 nano farad nè. Tới biến trở, biến trở một con tụ 10, lắp con tụ 10 vào trước đi. Hay không, chưa lấy biến trở nha. Biến trở thì các bạn có từ khóa là post gạch gạch nối hg, thì đây là cái con mặc định của thư viện, thì nó không có bcb. Thì nếu mà các bạn muốn cần bcb thì các bạn phải vẽ tạo nó, mình có tạo trước rồi, mình dùng cũng khá nhiều. Đây, biến trở ở đây. À, ở đây không phải. Đây, con này xích xuống đi. Rồi, bây giờ mình nối hai chân này lại. Đây. Rồi, mình nối cái chân này xuống đây. Cấp ground cho nó.
background xong rồi mình nói với Diode. Rồi Diode thì nó sẽ ra đây, mình chọn, mình cứ nhấn Diode thì nó sẽ ra, mình quay nó lại. Rồi Diode nói ở đây. Rồi con chở, nãy mình có chở đâu, đây chọn chở đi đi. Rồi sau đó mình lại đổi giá trị nữa, giá trị nè 240, 240 xong rồi tụ 10, 10 ô đây. Xong rồi tới tụ 1U, mình sẽ tìm thêm không 1U web 50V. Lấy đại con này đi. Đó. Hay rồi mình cấp nó ra để mình lấy. Cấp vào chân 1 đi, các bạn cứ cấp theo một cái thứ tự nhất định thì dễ nhớ thôi. Ground đó. Rồi tới mấy chân này, chân này thì mình sẽ ra một hai cái thì, hồi nãy mình lấy là T-block 3 nè. Bây giờ mình cấp nguồn âm đúng không? Nếu mình cầm mình nói gì thì cũng không có gì, nhưng mà mình thấy nó dài dài sao, nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt tên. Tạo một cái thì mình nhấn đúp vào sẽ tạo một cái dây đó, có cái tròn tròn này nè. Rồi mình nhấn vô RBL nè, rồi mình nhấn vô dây, rồi mình đặt tên, mình đặt sẽ là âm đi đó. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình vẽ cái phần âm này nha. Âm thì vẫn là có con tụ, mình đem heo này lên nha. Phần âm thì gồm có là tụ 100 với tụ 10 và tụ 2002. Tụ âm thì mình lấy heo 2002 trước, 2002 u 50V đó sẽ có thôi. Đây rồi ground đó. Đó rồi mình nói hai chân này lại, đó ground đi, ground hai chân này tiếp. Rồi lấy tụ, khi nãy mình có lấy tụ 10 và tụ 100 rồi nè, tụ 10 ở trước đó. Đó các bạn làm quen thì các bạn đảo nó như vậy quen tay như mình thôi, tại mình làm nhanh, tình làm quen rồi nên nó nhanh tay. Tiếp rồi mình sẽ nói ra đây, tạo một cái dây như khi nãy mà mình làm đây, mình tạo một cái dây thì mình hồi nãy mình đặt tên là cái nguồn âm vào đây đúng không, thì mình sẽ vô chữ LBL tiếp, nhấn vào cái chữ âm đó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách đặt tên thứ hai, đó là đặt bằng cách là mình nhấn chữ A, chọn vào mình nhấn chữ A nha. Đó nét bằng thăng thì đó, như vậy nó sẽ đếm từ 1 và khoảng cách mỗi lần nhảy nó sẽ là 1 đơn vị, 1 2 3 4 5 6 gì đó. Rồi mình ok
Ok, mình nhấn. Đó. Rồi. Rồi, hồi nãy mình tạo là đây 5V. Đây là trừ 5V nè. Trừ 5V nè. Đó. A nè. F bằng thăng 1 đó. 1 nè, 2 nè. Rồi. Như vậy thì nó sẽ hiểu là cái này qua đây, cái này qua đây, còn cái âm này nó qua cái đây. Ok chưa? Giờ mình còn thiếu là thiếu đèn báo tín hiệu thôi nè. Có nguồn thì mình sẽ cấp vào đây. Rồi tới con led. Led thì hai chân nó nhỏ, khoảng con tụ 100N đi. Cỡ đó à. Rồi mình để nó vô đây. Rồi ground. Đó. Rồi mình kiểm tra lại ha. Tra lại đủ hết chưa? Ground rail nè. Ground nè. Ground rail. Ground đủ hết là được. Mấy chân này để mình vẽ mình kiểm rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua vẽ PCB, là vẽ phần để mà mình in ra cái file, cái file để mà mình đem ủi mạnh. Thì mình chọn cái này. Cái này là cái schematic, là cái này. Còn cái này là cái PCB. Còn cái này là file 3D mình đã vẽ, thì phải xong cái PCB mình mới hiện ra cái này được. Rồi giờ mình bắt đầu, mình chọn cái ô vuông này, vẽ một cái ô bao nhiêu có tỷ đi, cũng to to xíu. Rồi mình chọn, nhấn chuột phải, chọn chain layer, rồi chọn boy đó. Rồi mình chọn vào tool, auto laser. Rồi tất cả ok. Rồi nó sự tự động mà nó nhảy cái linh kiện ra cho mình. Mình khỏi cần vào đây mình lôi. Rồi bây giờ nó sẽ là thứ tự là G1 là vào đúng không? G1 nè. G1 rồi tới G3, G4 mới tới G2. Theo thứ tự thì cho dễ nhớ nè. 1 G3. G2 đây. Rồi mình lấy, mình để cái biến trở ngoài này đi ha. Cái này là cái biến trở nè. Quay sao cho nó dễ đi. Đây, cái này biến trở nè. Rồi này là con diode cầu. Đến là con tụ này đi. Tụ này. Rồi. Xóa mấy con này để cho nó bớt dây đi, nhìn hơi ngáo. Rồi. Giờ mình sắp cho nó làm sao đây ta? Sắp đây nè. Đây đi.
diode ở bên đây, thì mình lắp cho trên đây đi. Giờ mình lấy mấy con IC ra. IC thì thường mình để ngoài cho nó tản nhiệt. Khoan, mình sẽ lôi mấy con này vào đây. IC nè. Đây một con. Tạm chấp nhận được. Rồi ta kéo cái này ra cho dài dài dễ đi dây xíu. T30 đi. Rồi, xây đồ bất tầm hết. Sắp xếp lại và các bạn nối dây rời thêm. Lâu vậy chắc đi không được quá à. Xin khoảng vài giây. Nhiều ra 4 giây. Track thì mình chọn lại.
Sau một thời gian dài mình chỉnh sửa thì cuối cùng mình cũng đã đi dây được cái mạch này. Mình không ngờ là cái mạch này nó khó đi dây tới vậy luôn. Rồi thì mình đã đi dây xong thì các bạn đi dây thành công thì nó sẽ báo ở đây là node CRC arrow và node DRC arrow nha. Thì tiếp đến đó là sẽ mình sẽ chỉnh cái khung bo này lại cho nó nhỏ nó vừa. Chụp phải ra ngoài không, ngoài khoảng không, rồi mình lấy ngay cái chỗ này nè, chỗ chấm chấm xanh thì mình kéo đó. Đó. Cái này kéo vào cho nó đẹp đẹp tí. Rồi tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà phủ đồng cái mặt bo này. Thì hiện tại cái bo này thì đi dây nó sẽ ra bằng mấy cái đường dây này thôi. Nếu mà các bạn rửa rửa đồng đó, thì nó sẽ rất là tốn cái dung dịch rửa, thì mình phủ đồng thì nó sẽ tốn một phần nhỏ hơn thôi. Đó, bây giờ mình phủ đồng thì mình chọn chữ dấu chữ T này nha, Solmod nè. Trái mình chọn cái nguyên cái bo này đó. Rồi mình chọn là cái này á, là các bạn có phủ CND hay không nha, hoặc là chân 1, chân 2 hay là chân âm gì đó đó. Thì thường là cái mạch in hai lớp thì mình sẽ chọn phủ CND, còn mạch này một lớp thì mình hay chọn là không không có phủ cái đường dây nào hết, để mà khi mà ví dụ mình bị hư một dây nào đó, nói là cái khoảng không đồng đó mình nối dây vào chế lại. Rồi nha, đây là mình chọn bottom nè. Rồi cái này là cái khoảng cách giữa cái lớp phủ với cái lớp dây, mình chọn 20 th đi. Ok nha. Phủ đồng xong rồi nè, hoặc là mình chọn 30 th cũng được, chọn này lại, cái này là 30 đó, thì nó sẽ rộng hơn khi nãy. Rồi vậy bây giờ thì chúng ta tiến hành là xuất cái, đây các bạn có thể xem cái file 3D ở cái chỗ này, kế PCB này, 3D Visualizer. Thì mình đi cũng không đẹp lắm, mà không sao, chạy là được. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xuất cái file để mà các bạn in mạch ủi nha. Thì mình sẽ vào output, đây, output mình chọn Export Graphic, rồi các bạn chọn xuất file Adobe PDF file đó. Thì các bạn chọn hết, bỏ cái nào có tớp các bạn bỏ hết, tại vì mình chỉ làm mặt dưới thôi. Rồi rồi bây giờ mình chọn cái chỗ để mà mình lưu cái file, thì mình lưu là file DRTEX nguồn đôi nha. Ok rồi, vậy là thì cái file để ủi mạch nó sẽ ra như vậy. Thì các bạn ra ngoài tiệm, các tiệm điện tử các bạn nói cho em in mạch ủi, người ta sẽ hiểu. Rồi các bạn in một chỗ mình in thì có hai loại giấy, là giấy vàng nó mỏng nó dễ ủi nhưng mà nó dễ bay cái lớp này, và giấy trắng thì nó dày hơn, nó khó ủi nhưng mà nó giữ lâu được cái hình này. Thì nếu mà các bạn mới làm thì các bạn kêu người ta in giấy vàng đi cho nó dễ ủi hơn, các bạn cố giữ kỹ mấy cái đường này. Còn các bạn đã có kinh nghiệm ủi thì các bạn chọn giấy trắng đi, để mình để lâu thì nó cũng không có bị bay đi mấy cái lớp đen đen này.
của mình đến đây là kết thúc.